chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, mau mình xem chùa quay đi thôi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Nhiều lần bật khóc trong đêm mình vắng cô đơn gần kề, mây lang thang trên lối về. Alo, xin chào tất cả các bạn, nhà mình là giúp mấy đi. Chào tất cả các em nha, và thầy là Hero Ride đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là nhận thử thách trong thành phố bất ổn nha mấy đứa ơi. Và trước khi bắt đầu video này thì mấy đứa cho thầy xin một like, một đăng ký nha mấy đứa. Rồi, thì hôm nay thử thách là gì vậy Dung My? Dạ, thử thách hôm nay mà mấy bạn đặt ra cho thầy á là bận cái bộ đồ đen thùi lùi hối lối luôn. Rồi với cái gì ta? Cầm cái cây đi cốc đầu giành tốt nhất. À, bận bộ đồ đen thui luôn hả? Để thầy tưởng tượng thử coi. Thôi được rồi, thử thách cũng dễ nên thầy sẽ nhận thử thách luôn. Nếu ai có thử thách gì thì nhớ để lại dưới phần bình luận cho thầy biết nha. Rồi, anh thanh niên đồ hồng sắp biến thành anh da đen rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thay trang phục màu đen nha mấy đứa ơi. Rồi, bây giờ vô custom đây. Rồi, áo đen ha, quần đen, rồi giày đen luôn. Áo đen trước nè, rồi tới vô quần đen nè, rồi giày đen nè. Rồi, bây giờ cái đen nữa là da đen luôn nè. Đó, đúng màu chưa, đúng màu chưa. Còn râu với kiến nè thầy ơi, bỏ mấy cái đó ra đi thầy, đúng rồi thầy ơi. Rồi, cái râu thầy thay bằng cái râu màu đen luôn đi, chứ nó full đen luôn thầy. Đừng để râu màu hồng địch nó sẽ phát hiện á thầy. Đó, đúng rồi, chính xác rồi thầy ơi. Trời đất ơi, cái kiểu này nhìn giống như là Ripper nó mới cho mình trái TNT vậy mấy đứa ơi, đen thui luôn. Chắc địch nó không phát hiện đâu. Cái này mà đi vào bóng tối cái nữa là thôi, thua luôn. Rồi, để thầy mở khóa cái này cái, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có vũ khí rồi, bây giờ vô giành tốt nhất là được rồi đúng không? Đúng, đúng. Thử thách lần này khó nha thầy, cầm cây cốc đầu người ta chứ không phải là cầm súng bắn nha thầy. Thử thách khó tới đâu mấy em nha, chỉ cần nhấn like cho thầy là thầy làm được à. Bây giờ chúng ta vô đấu 8 người trước nha. Đó, đấu sinh tồn luôn, gặp ai là gõ đầu đó chứ không đấu đội nha mấy đứa. Dạ, chúc thầy may mắn lần sau. Ủa lộn, chúc thầy may mắn. Rồi, dùng súng đi thầy. Ê, cái cây đâu mấy đứa, cái cây đâu mấy đứa. Sao mấy cái cây vậy? Đây, 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 thầy thấy cái cây rồi, thầy thấy cái cây rồi. Từ từ, đợi thầy xíu, đợi thầy xíu nha. Để thầy lấy cái cây. Ủa, đây, 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 đây. Gạch tới đây, mấy đứa đứng lại. Siêu nhân hành động Hero Cry tới đây. Ê, ê, nó bắn súng nhắm, nó bắn súng nhắm. Nó bắn súng nhắm nè, nó bắn súng nhắm nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đuổi theo, đứng lại, bao đứng lại. Đứng lại, chứ tốc độ nó, tốc độ nó, tốc độ nó. Ê, 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 nó gọi gì. Thử thách này bất khả thi dữ vậy ta, có ai ở gần đây không vậy? Cái này là phải đi đánh lén từ phía sau mấy đứa ơi, chạy trước mặt của nó là nó bắn mình bay màu. Để coi có ai để mà thầy đánh lén không nha. Không thấy ai chưa vậy? Alo. Đây 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 mấy đứa ơi, đây đây đây, thầy sẽ tiếp cận từ phía sau lưng. Sao nó chạy nhanh dữ vậy, nó cầm súng mà nó chạy nhanh hơn thầy cầm cây nữa. Ôi, thầy tới đây, thầy tới đây. Ê, cốc, cốc, cầu ra đây, phía nè, đây, phía nè. Bơm, bơm, bơm nè, 2 khiếu rồi, 3 khiếu rồi. Đây, 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 đây nữa. Ôi, chạy 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 chạy, áp dụng cái định lực bỏ trốn mới được. Đây nè, đây nè, ê, đây nè, đây nè. Được, 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 được. Hợp lý mấy đứa ơi. Đây nữa nè, phải đi sau lưng tụi nó mới được nha. Đây nè, đây nè. Trời ơi, ôi, ôi, ôi. À, có kiểu mấy đứa ơi, 5 kiểu rồi, tấp nhất rồi kìa. Thằng này làm gì nữa đây, đang đi bơi nữa nè. Bơi nè, bơi nè, bơi nè, bơi nè, bơi nè, bơi nè. Hay quá thầy ơi, thầy cầm được mọi loại vũ khí luôn. Trời ơi, coi em thắt thầy ở ngoài mà thầy cầm một cái cây nè, thầy đi đấu với mấy người cầm súng á. Thầy ơi, nó chạy vô nhà kìa thầy ơi. Ngáo sao nó chạy vô nhà kìa, hình như trên nhà có ai nữa thầy ơi. Nó đang giao tranh, rồi nó chuột một đứa rồi. Ôi, ôi, trời ơi, sợ luôn. Quá dữ luôn thầy ơi, có 6 kill liên tiếp luôn rồi kìa. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, 7 kill liên tiếp luôn mày ơi, tấp nhất rồi thầy ơi. Trời ơi, đỉnh cao quá thầy ơi. Đây, 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 trời ơi. Ghê, ghê. Đúng là con trai của ta. Trời, mấy cái này cũng thường thôi. Thầy sẽ kiếm 100 kill luôn cho mấy em coi nè. Đâu rồi, địch đâu, địch đâu. Thấy thầy rồi, bỏ chạy hết khi gì rồi. Ủa sao không thấy ai chơi vậy ta? Nó thoát game hết rồi hả?
À đây 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 đây, anh thanh niên áo xanh không thấy thầy, không thấy không thấy hả? Không thấy là không ơi, mày chơi đánh bom liều chết nữa kìa. Ơi, chết mày đi con, mày dám chọi bom hả? Bên này. Ơi, không được. Sử dụng phương án khác mới được. Ôi, láo nè, 11 kill liên tiếp luôn rồi mấy đứa ơi. Đây nữa. Áo xanh. Ơi, thoát game. Chơi gì kìa vậy, chơi gì thoát game nữa. Nè, súng nhắm hả? 13 kill, chạy. Chạy nha. Ôi, trời. Trời ơi, cái thanh niên áo xanh hồi nãy không phải hot game đâu thầy ơi. Nó chơi nó nằm xuống á thầy cẩn thận á nha. Cái gì thanh niên nó chơi nằm xuống hả? Được rồi, để thầy ra thầy kiếm nó nha. Chơi gì mà trên gian dưới ạ? Đây, áo đỏ chứng tỏ đẹp trai nè. Trên này nữa. Cố lên thầy ơi, 15 kill tấp nhất rồi thầy ơi. Gõ đầu nó đi ơi, nó chạy rồi. Ôi thầy. Trời đất ơi. Chết mày chưa, dám gõ đầu thầy hả? Được rồi, thầy sẽ bắn nó. Ủa lộn, thầy sẽ gõ đầu nó. Đây nè, thanh niên nè, không nhìn thầy hả? Dám bắn lén người khác hả? Được rồi, để thầy đập lén em cho. Đừng có chạy, nó leo lên nó kìa. Thằng này nãy bắn mình nè. Ôi, bị cao hết rồi mấy đứa ơi. Uống vậy, mình, kêu của mình. Ôi, thanh niên này chơi tay không với mình luôn kìa. Trời ơi, bà vô đây mà hấp. Vô đây nè. Trời ơi, hết rồi, chết luôn. Thầy đâu quay trở lại rồi đây. Cái thanh niên hồi nãy bắn thầy đâu mất tiêu rồi. Bật chế độ máy bay lên. Trời, chạy đi. Chạy hết đi, càng quét hết khu này luôn. Chạy đâu, mau đứng lại. Rồi té luôn rồi. Thanh niên xuống nhắm à. Để thầy sẽ càng quét hết cái khu này luôn. Đâu rồi, anh niên áo xanh nè. Rồi, đứt chuột rồi. Áo đèn. Rồi, anh niên đó nữa, mấy đứa ơi, trời ơi. Không hết, con trai, tôi bị không tình yêu. Này, cái thanh niên nó quá trời quá đất luôn mấy đứa ơi. Thầy ra tới, thầy phải gõ đầu của nó. Trời, chết mày chưa. Vừa lòng mày chưa? Thầy đã gõ đầu được nó rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chỉ còn có 50 giây nữa à. Thầy đứng tấp nhất rồi đó thầy ơi. Không có ai có thể lấy được tấp nhất của thầy đâu thầy ơi. Kiếm kêu thêm đi thầy ơi. Nó kìa thầy. Gõ đầu nó đi thầy. Gõ đầu nó. Đúng rồi thầy ơi. Trời ơi. Gán kiếm 30 kêu đi thầy. Liệu có được 30 kill không đây mấy đứa ơi? Ê, thanh niên áo đen nữa kìa. Thanh niên áo đen nó nãy dám bắn thầy kìa. Thầy tới đây. Bắn thầy. Tay không luôn. Ôi, chưa chọi bơm nữa. Chọi bơm hả thanh niên? 27 kill rồi mấy đứa ơi. Trời ơi, nó trượt luôn. Rồi, vậy là không được 30 kill rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn có top nhất nha. 28 kill rồi. Yeah, mấy đứa ơi. Tốt nhất rồi đây, quẩy lên. Hay quá thầy ơi, anh thanh niên da đen của chúng ta đã có tốt nhất chơi 28 kill rồi thầy ơi. Đó, chết 7 mạng có 28 kill. Đó, tỷ lệ KO gì đó là 4.0 luôn rồi thầy. Quá dữ, quá đỉnh luôn thầy ơi. Thầy máy đỉnh nha. Mọi người nhớ like cho thầy nha. Còn ai có thử thách gì thì nhớ để lại phần bình luận ở dưới cho thầy.